10 điểm anh ơi. Ui, 10 điểm thủ khoa luôn. Được, Tú Anh Lê. Có khi lại phải có cái phần thưởng cho anh em. Những anh em thủ khoa. Hẹn ăn thứ bảy nhé anh Long. Ngày xưa ấy là anh cũng học chuyên, chia sẻ với anh em là anh cũng học chuyên, nên là anh lúc anh thi anh cũng mấy cái môn văn với sử thứ anh học kém lắm, anh không học luôn ấy, nhưng mà thế thiếu nào anh vẫn qua, chắc vì cái thằng bên cạnh mình nó giỏi. Thôi nhá, trận này đánh tử tế nha anh em nhá, hết round 3 là tuyên bố luôn nhá, là chơi Lucic hay là Winner Chick nhá. Ok. Toán văn Nhưng là mà môn chuẩn. ông có muốn thử đánh Lucic luôn không? Đánh Lucic cả hai đứa. Không, ông á, ông đánh Lucic luôn, nó xác định luôn á. Tôi đánh Lucic. Ôi ngọt quá, thế tôi đánh Lucic luôn. Rồi cậu đánh Ok. Lucic luôn đi. Ok. Nhá. Được rồi. Thế thì tôi sẽ tính. Tôi sẽ tính toán. Ngày xưa là mình kinh lắm, học giỏi lắm anh em ạ. Không phải khoe chứ, cái tầm hồi thi đỗ đại học ấy là điểm là cũng cao, nếu mà nói về trường là cũng phải trong top 10 thi vào đại học. Đại học Kiến trúc Hà Nội. Anh em search, nếu mà anh em search được cái năm 2006 ấy, anh em bảo anh em search Nguyễn Anh Tuấn. Ra ngay. Đấy, xong vào cái là được phong làm lớp phó học tập luôn. Không phải khoe đâu nhưng mà đúng là như thế. Đấy. Nhưng mà sau này càng lớn lên thì lại nó càng đụt thế. Chắc là vì là cũng là thích chơi điện tử. Và con đường chơi điện tử nó lát lắm anh em ạ. Nên là hy vọng là các anh em bớt bớt chơi thôi. Nếu mà đang học đại học thì cố gắng mà chăm chỉ mà học nhá. Chơi ít thôi. Ba sát thủ mua luôn. Chơi ít thôi, còn xem được chim nhiều vào nhá. Thôi ông nhá, Sướng lú quá. trích luôn nhá, lú trích luôn nhá. Lú trích luôn đấy. Ông đã lú trích luôn đây. Lú trích luôn. Lú trích luôn để thể hiện cho các anh em xem thôi, chứ còn tầm lấy mày đánh cái gì, tập tành cái gì. Hai nghìn không trăm linh hai em thi đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh được 24 điểm rưỡi, vẫn tạch, nó lấy 25 điểm, quá đen. Nói chung ấy là đi thi nó giống như là chơi điện tử ấy, thắp hương nhiều vào. Anh được đấy là mẹ anh thắp hương kinh lắm. Ngày nào cũng thắp luôn, 30 ngày liên tiếp. Thế là coi như là may mắn cũng đến với mình, gặp đề đứa các thứ cái kiểu ngon lành. Nhưng mà nếu có cái con giữ máu không ạ? Ủa, cho cái bộ sát thủ và giữ máu à? Từ từ nhá, tính 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 tính. Thôi anh em cứ chat thì chat đi, tí mình đọc nhá. Bây giờ mình tính toán tí. Rau này mình gặp cái thằng Lamy. Vậy là rau thứ 5 đấy. Để ý thằng Lamy anh em nhá. Xem có thằng nào bỏ hết quân nào. Ui, hai thằng bỏ hết quân không ạ? Thế thì đỡ thì đéo được. À không phải, không phải, không phải. Nhầm 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 Đâu nhầm. phải đâu. Nhầm, tôi tưởng, tôi nhìn nhầm. Anh ăn may chứ có phải thông minh gì. Đúng rồi em, thực ra thì ăn may thì lúc đấy thì mình là cái người chiến thắng thì mình nói gì chả được. Về cứ về là bốc bốc phét với cả hàng xóm láng giềng họ hàng các thứ là mình đỉnh cao, hiểu không? Coi như là đề ra bài nào cũng làm ra trước, là coi như là ra trước nửa tiếng, nộp bài nhanh, giáo viên giám thị lác hết cả mắt. Nhưng mà thực ra không phải. Xem nào. Thằng Lamy gặp thằng nào ở cái round 5? Lamy gặp thằng Tôm. Vậy là lượt này là mình gặp thằng Tôm.
Không sao, tôm này khỏe lắm, không thắng được. Ok. Nhưng mà chưa có con giữ máu anh em ạ, chưa có con giữ máu, trông vẻ hơi toang. Bán tí lấy coi như là interest chưa giữ máu. Khó quá nhờ. Cảm giác là đang hơi bị mất nhiều máu. Thật tí hoảng có vẻ yếu. Nhưng mà vũ có vẻ yếu rồi, chết rồi, gặp thằng tí hoảng rồi ông ơi. Thế nên mất chuỗi rồi. Xui à. Mẹ quá đen luôn, cái round này lại không tính được. Thế bắt đầu. Nhưng mà ông cũng phải nhìn nó là có thằng nào yếu hơn ông mà ông chưa gặp thì ông phải bỏ tướng ra. Không ông ơi, lúc đấy là nó có tướng mạnh hơn, sau đấy nó thay vào cái dây cuối cùng, tôi không kịp xoay sở. Thế nó mới khổ. Mẹ tôi vừa mất chuỗi luôn. Thôi chết rồi. Mất chuỗi rồi. Thằng Lamy nó gặp thằng nào? Ở cái round 7. Đợt này gặp cái mẹ nó đen ở cái chỗ nó đúng cái round mình không tính được. Round này gặp thằng Tubo thì nó lại ăn được mình. Thôi được rồi, kệ nó đi. Hơi sai bán mất cái con ách đi. Biết đâu lại lên được 2 đúng không? Bây giờ mới ra. Cái rau này mà không lên được 2 là phải đập trứng cho ốc đấy. Không là toang mất. Thằng tí hoảng nó bỏ hết cờ ra rồi, thôi kệ nó. Mẹ nhìn này anh em này, 4 con 2 sao ông vẫn bỏ cờ ra chơi kiểu đéo gì không biết. Quá hết được cứt. Tầm này 4 con 2 sao khi top 1 rồi ấy. Đéo hiểu. Giờ có những cái thằng mà nó chơi nó này như thế này. Khốn nạn thật. Bốn con 2 sao. Ê, từ, ghép đồ. Ui, chết nhanh quá. Chết rồi, nó bớ nó vào con ốc rồi. Không có đồ luôn ông ơi, toang rồi, mẹ. Thế như này. Ông đi Insectoid à? Ừ, Insectoid đấy. Ui, đồ yếu quá. Mấy con này đéo lên được 2 anh em ạ. Mặc dù có cặp, thôi bán thôi, bán thôi. Round 11 thì chắc là đến round 12 sẽ phải bỏ quân ra thôi. Lại gặp cái thằng tí hoảng. Ơ sao tôi vẫn chưa gặp ông nhỉ? Gặp rồi mà. Gặp rồi à? Gặp rồi. Gặp bao giờ đấy? Tôi gặp cái round 9 luôn.
Bán hết đi lấy 50 tiền nhỉ. Round 12 này sợ lại gặp thằng tí hoảng lắm này. Tôi gặp nó này. Ông gặp nó. Ông gặp nó thì có khi nào round sau tôi gặp nó không nhỉ? Round sau vẫn random. Chưa biết được. Round này gặp thằng Tu Bộ. Nhưng mà cái cách tính này nó có đúng không ấy? Nếu mà tính như thế thì là có đúng không? Để tôi tính lại này. Có đúng. Có đúng á? Vẫn đúng á? Round vừa rồi ông gặp thằng Tu Bộ đúng không? Ờ, thì round sau thằng Tu Bộ nó lại gặp cái thằng gì thì đúng không? Đúng rồi. Round này có khi lại gặp thằng tí hoảng. Nó có hai con, được, mình bỏ đi một con. Ông coi chừng rút cờ về phút cuối ấy, canh nha. Đây tôi cũng rút cờ mà, tôi cũng rút. Thằng Tubo nó gặp thằng nào? Quỷ lệ thôi, round sau gặp quỷ lệ rồi. Nhưng mà không biết có đúng không nhỉ? Thử nhá. Thật đi. Mất nhiều máu quá. Mấy thằng này tới B2 rồi. Kính về trời. You can't turn back the tide. Để xem có đúng không. Rau này gặp cái thằng quỷ lệ. Đúng rồi ông ơi. Ôi dồi ôi. Thế mà mẹ cứ không biết. Chuẩn luôn ông ơi. Này tính được tới ra 16, 17 gì á. Thế à? Thế khả năng cao round sau là gặp cái thằng tí hoảng này rồi. À nhưng mà round sau là round 15 mới rồi. Ủa thế lại ngon. Round 16 gặp lại thằng tí hoảng à? Nhưng mà nó bỏ cờ vào rồi. Round 16 mà nó vẫn chưa bỏ cờ được thì thằng này sida quá. Rôn nhẹ cái. Rau này mà lại mất đồ nữa thì thôi nhá. Trò này coi như bỏ luôn đấy. Ui cái búa sét chứ, đéo cần cái này. Không cần anh em ạ. Đội hình này không cần búa sét. Nếu mà muốn ăn được mấy thằng ép thì nó lại. Ở đây. Có cái giáp cũng được. Trận này có một thằng đấy đi ép thôi à. Ờ biết rồi. Nhưng mà búa sét thì không cần lắm. Thôi mà tôi mới chả lưu trích làm gì nữa ông ạ. Thôi. Tầm này lưu trích quá đi. Hai ốc đã. Thằng tí quẳng nó vẫn lưu trích. Kệ nó. Thằng điên. Vũ tiên sư mẹ. 5 con 2 sao lưu trích. Hay quá gặp nó. Được. Tôi đang muốn gặp nó đây mẹ. Đẻ cho nó chết mẹ nó đi. Thích chơi lầy. 5 con 2 sao. Bây giờ ông lại bán hết đi. Xong ông mua ẹp ạ. Vãi hết được cứt. Chơi thế lại.
Tôi bây giờ tôi luôn ốc 3. Một con nữa. Nếu có bộ cạp này. Gần vậy, sắp học 3 rồi kìa. Ờ, tôi rôn mà. Mày được không? Rôn như... Có phải là tầm bình đó thường muốn đâu, có hai phải là chơi kiểu bình thường đâu. Chơi kiểu mẹ rôn tụt quần luôn. Tầm ra 21, 22 đi không đẩy mỗi nhà ba mấy máu là đẹp. Ờ được không? Với cả trước khi trận đấu này nói với cả anh em rồi. Mày đã gặp bộ thông thạo 10 của mình chưa? Anh em đã gặp bộ thông thạo 10 chưa? Nếu mà anh em chưa gặp thì bây giờ anh em gặp ở đấy. Thằng tí vẫn khi anh Tuấn. Thật đâu? Rôn tiếp một à, con ốc lửa tôi mẹ. Ốc nữa. Ốc. 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 Nè, ốc bên này nè. Ốc bên này thì bán đi, ốc tít mày. Ông mua ở tôi đâu, ông bảo ốc bên này vãi cứt. Mua xong bán đi tôi cho mua tôi. Xong tôi. Ông hiểu không? Ông mua đúng đi rồi, xong ông bán đúng cho rồi, tôi. đúng rồi. Có thế thôi, đơn giản. Ờ, gặp rồi. Thằng Gọi tí anh chứ. oảng khen anh Tuấn. Ơ mẹ chả khen, đánh hay như này lại còn không khen. Tí lại dọn tiên bạn lên đường lại còn khen nhiều hơn cơ nhá. Tầm này đánh bộ thông thạo 10 thì các cậu đỡ thế nào được. Ok 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 không 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 không. Ok ok đéo phải chết rồi. À mày quá mày quá mày quá chưa biết chưa biết chưa biết chưa biết. Chán thế lại bất chuối ạ. À. Long Sida phá chuối cho mình. Cảnh. Trồn tôi có đồ. Chôn nhau rồi, đã chôn hai. Rôn tiếp rồi, đây rồi. Đây rồi anh em ơi. Được không ơi. Nè, ông thấy hay không? Ông vừa mới gặp tôi thì ông ấp được con ốc bà. Đéo đâu. Thế là tôi đỡ phải chết. Tôi đỡ biết phải rồi chết. Ông ạ. À. Nhưng mà bây giờ nó vẫn chưa đủ bộ. Nó vẫn còn đang thiếu một con. Rồi, em muốn ấp tái mà rôn hết tiền thôi. Bỏ anh Viên, mẹ bỏ anh Viên tầm này chết à em. Không được. Thôi chết rồi, cái con ốc nó bị bớ vào ngay đầu tiên luôn, con này có Berlin. Đấy, phải xếp con ốc cẩn thận mới được. Con TB là có Berlin, nó bớ con ốc. Không hiểu, vẫn thua. Gặp ngay thằng tôm. Thôi bây giờ up 9 thôi. Lên lên round 21 up 9 rồi tìm con con cuối cùng ấy, cái con Insectoid cuối cùng ấy. Tầm này chưa bỏ ánh viên được, của ánh viên chết ngay. Bỏ này ra luôn này. Con này thực ra có 6 tiền. Nó chỉ hơn cái con 5 tiền 1 tiền thôi. Hơi lởm. Thực ra cái bộ này là vẫn chưa dùng được anh em ạ, chưa dùng được. Muốn dùng được thì phải tìm ra cái con thứ tư. Round sau là phải roll tụt quần thôi. BKB có cần không nhỉ? Cũng không thằng nào chơi mết cả. Mình như mình đã nói rồi. Meta này đéo thằng nào chơi mết đâu. Ơ kìa. Đâu rồi bạn ơi? Quên 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 quên. Mình đã quên mất một bước. Quên mất một bước. Đấy là bỏ nốc ra mới rôn. Quên mất. Hơi sai anh em ạ. Hơi sai.
vẫn lên lấy cái BKB chứ nhở, đúng không? Không cần mết nhưng mà vẫn phải lấy cái BKB đề phòng trường hợp cái mấy cái con meta nó cái thằng, đúng rồi, phải lấy cái BKB anh em ạ. Anh em biết tại sao? Bởi vì cái con tướng meta ấy, cái con Lancer ấy, cái trưởng của nó là nó đốt máu bằng cái đam phép. Đam mình phép phải, mình phải lấy tí ẩn counter ấy, con đấy. Bỏ con ốc ra. Roll. Đây rồi, ui giời ơi, ra muộn thế. Chết rồi ông ơi. Ơi, sao không? Con này có Warlock level 9 cho vào. Thôi được rồi, tạm ổn rồi đấy. Tạm ổn rồi đấy, mày ăn hộ tao, ăn đi, ăn đi. Mày vừa lên mày bắt lạt tao đúng không? Bắt lạt nữa đi. Ồ, tự chết. Con ốc vẫn thoải mái trong combat. Thằng Tôm là cái thằng vô địch ấy, nhưng mà bây giờ nó đã bị mình ăn. Thằng tí hoảng vừa lấy khen mình đâu nhở? Chưa thấy nó khen tiếp. Chứ mày nó khen. Cái gì cơ? Nó vừa khịa nó vừa khen á, vãi. Có cái thằng nó lại yêu thế này. Vừa khịa vừa khen. Đáng yêu. Lúc nãy em chơi God Mage Spirit vẫn top 5. À. Thì anh đang coi như là tập cái bộ đấy. Thôi rồi. Còn bây giờ đang ngồi trình diễn cho anh em bộ thông thạo 10. Riêng cái bộ này mình chơi mình chỉ toàn top thôi nhá anh em nhá. Không nói nhiều đâu. Riêng chơi bộ này chỉ toàn top thôi. Bật BKB lên. Mẹ ghép BKB rồi không bật lên. Cẩn thận lại bị ăn. Ăn tên rồi lại đứng im. Tí hoàng đợt này chắc là cũng phải là khen mình nhiều lắm này. Sau cái round này khen tức lở luôn. Khen đi, khen đi. Khen. Úi rồi. Ít vậy, 14 mình bắt đầu mình phải tử tế. Không ít đâu, cũng nhiều rồi. Lên 9 nó mới nhiều. Tử tế tí nữa phải khen tí hoảng. Nha, tí nữa thắng cũng phải khen tí hoảng. Tôi cũng đang sợ ấy. Bởi vì chưa ghép cái gậy gai. Nên là hơi sợ mấy cái bọn chơi ẹp. Không, hình như có một mình nó rồi. Biết là còn một mình nó nhưng mà tôi vẫn sợ. Không có đam. Ông ghé lại gài là ông chị dứt điểm luôn. Ôi rồi ôi, gặp ngay cái bọn này meta ông ơi. Nó hack đúng vào cái con ốc của tôi. Chết rồi. Nhưng thế để. Ai đấy? Ai đi đấy? Ui, Turbo đi luôn à? Chơi meta với chúng tôi. Ờ. Blink này. Đấm. Đấm mà như máu còn kinh này. Ít mà. Con dậy ông ạ. Nói to quá vậy. Nói to. Anh em thông cảm cho mình nói nhỏ tí nhá. Lấy em bé vừa mới cơ gọi là dậy. Vừa khóc xong. Vãi, nhiều sau nhiều meta này. Ông chơi Warrior tôi nghĩ là ông hơi khó đấy. Bài này rồi đấy. Warrior gặp tôi chắc bị đẩy nhiều đấy. Ui, ghép cái này từng tí hoàng chắc gặp mình rất chửi luôn này. Thôi được rồi. Cho đi luôn, đã đi cho đi luôn. Lên 9 cho con này vào.
Tôi còn 37 máu anh em ạ, nên là tôi chả việc gì tôi phải vội vàng cả. Cứ từ từ thôi mà chơi thôi. Có cái gì đâu mà phải vội. Cái này ghép cho con bọ cạp ấy. Ít ra thì cái BKB ấy, nó sẽ giúp chúng ta không con ốc nó không bị hóa khóa cóc giai đoạn đầu. Thế là được rồi. Quỷ lệ nhiều máu lắm, còn nhiều máu lắm, 50 tiền level 10 không ạ? 60 máu. Thằng này là thằng này chắc chắn là ơ sao lại ra con spirit? Ôi ông ơi, ra những cái gì đây? Ôi tôi vừa nhìn thấy cái gì ấy không ạ? À. Ui vãi cứt ông ơi. Mấy cái con 3 tiền của tôi ấy, 3 sao ấy, nó biến thành những cái con 3 sao khác vì nó giết chết mấy cái con Saman đúng không ạ? Đúng rồi. Ui mẹ, thế đúng thì rồi, cậu chửi tớ chắc là nhiều lắm đấy. Kinh đấy. 22 máu. Nhiều máu lắm, không biết là bao nhiêu máu thì xem lại, 22 máu không ạ? Wow. Cậu ăn đi, cậu giết chết mấy cái con này đi, nó đẻ ra. Đúng rồi, đẻ ra con 3 tiền, xong cái con 3 tiền này nó lại giết con Saman của cậu. Đúng, đúng thế. Lấy đâu, biến ra con Velomancer 3 sao không ạ? Vãi cứt rồi. Ui dồi ôi. 38 máu, nhiều máu quá. 26 máu. Anh em thấy không? Anh em thấy chưa? Anh em thấy cái độ lợi hại của cái bộ thông thạo 10 chưa? Ôi, tầm này đủ tiền cái là một phát là up 10 luôn này anh em này. Ôi. Lên 10 luôn. Ngại gì? Mày cú đánh mấy cái con này đi. Ui dồi ôi, ra con Clyde. Heo Clyde 3 sao không ạ? Cứng vãi cứt luôn. Ui nhưng mà tôi lại biến cái con ốc của tôi nó lại biến thành con bọ cạp thì phải không ạ? Thôi chết rồi. Không ổn, không ổn, không ổn. Thằng nào đây? Ồ, thằng này chiếm mấy tay này. Cái thằng tí hoàng bị tôi đập chết không ạ? Chết rồi, nó khen tôi vừa nãy mà. Chắc bây giờ nó khen chứ phải nhiều gấp 1000 lần vừa nãy. Khen như thế này thì khó ngủ lắm. Thôi chết rồi, tôi sắp toang rồi đây này. Mẹ cái thằng kia nó sang nó đẩy tôi kinh quá. Bộ cạp. Phải nhai đập quả trứng cho bọ cạp à? Thôi. Không cần. Chết, nghe như thằng này. Thôi gặp bộ bít. Gặp bộ bít thì lại quá dễ. Còn ốc vẫn đang đánh. Đừng có mà bị trói. Đúng rồi, ăn rồi. Ui nhưng mà con TB nó bay đằng sau. Chết rồi, lần này không đẻ được. Không đẻ được ông ơi. Nhưng mà bớ là vào con TB rồi. Thôi được rồi. Tạm thời vẫn qua khỏi. Có lẽ phải xếp lại một chút. Mà vẫn chưa có cái món đồ cam. Vẫn chưa. À có một món đồ cam. Nhưng mà chưa ăn thua. Bây giờ có cái MOM này ngon. Mặt lạ hút máu cái. Round 30. Tôi phải ra 3 tia tôi mới clear ông được. Ờ nhưng mà thôi ông. Tốt nhất là ông lên lên bảng đi ông ơi. Chứ tôi giờ tôi cho top 1 cái làm clip làm sao. Anh em thấy hợp lý không? Anh em nào hợp lý ấn 1 nhá. Anh em thấy hợp lý anh em ấn 1 cho mình. Đùa chứ Long chắc gì đã gọi là qua được nhà mình. Còn bao nhiêu cái thằng meta nó đang đợi Long. Nhìn đây này, thằng này kinh khủng chưa? Đồ kinh lắm. Một thằng, hai thằng meta, ba thằng meta nữa cơ.
Công nhận khó chịu thật, nó đây. Ông phải qua được những thằng kia rồi ông mới nói đến chuyện là gặp tôi nhá. Ông chưa qua được mấy thằng kia đã chưa gì đã lo gặp tôi. Tôi còn 24 máu ơi, tôi cũng chưa chết được. Anh em ấn nhiệt tình lên 1 2 3 nào. Mặt nạ hút máu đây rồi. Úi giời, món đồ hợp lý quá. Đây rồi ông ơi. Ờ ba tia đúng không? Mày sợ ủa, thế. Ba kia của thằng kia bà mày. Đang nhấn vào nhà nó thấy ba tia ông ơi. Ờ thế không phải ông à? Không phải, bắt cay. Vãi hết cả cứt. Long là mình sợ đấy anh em ạ. Long vừa làm mình sợ. Thằng kia với mình. Ơ kìa. Từ từ lóc lại. Ui gặp Long, tôi thì gặp chết mẹ rồi, Long ơi. Ngoài chữ. Tôi tiễn ông lên bảng rồi. Ông sao qua nào, khỏi lượt này. Thôi nào. Thôi cái gì mà thôi. Anh em thấy nhá, không hề nhường nhá. Long không hề nhường nhá, Long sợ mình vãi à. Gặp cái bảo thôi nào. Thôi, này thì thôi. Được. Ờ, Long thôi, chết rồi Long. 19 máu, đi luôn nhưng gì nữa. Thấy chưa, anh em thấy chưa, nhường đâu, làm gì có nhường. Trời cái này không có chuyện nhường đâu. Có lên đập trứng không nhỉ? Lên đi bạn ơi. Trứng này cho con khác anh em ạ. Con này chỉ cần 2 thôi, nó không phải con co. Đây rồi. Ý thì con của ông đắng nhau Saman kìa. Ừ biết rồi. Chết rồi, mất đồ rồi ông ơi. Mày thôi toang rồi. Không sao, có sâu 3 kìa. Toàn 3 sao thôi. Đéo hiểu sao ạ. Ui tiễn luôn. Đúng, quỷ lệ đúng, 37 đúng, máu đúng, tiễn đúng, luôn đúng. Mày cao tơ tao. Ui còn 3 máu. 34 máu. Đẻ kinh thật. Đi kìa. Vơ cơ lơ. Vơ cơ lơ như gì đã. Cái tội. Nhưng từ từ nhá. Từ từ xem mấy cái thằng này nó đặt cái con Saman như nào. Có khi là phải xếp lại con ốc. Có lên gì con ốc. Thực ra nếu mà con ốc nó biến mất thì cũng toang hơn. Thà cứ dí trước lên đây. Chắc chắn là không đúng sao rồi. Dí thẳng lên. Dí thẳng lên đây luôn. Để chắc chắn là không làm sao hết. Dí thẳng qua bên trái á. Bên phải chưa không? Ui, TB3 á. TB3 ông ơi, nó 2 vẩy chết một con. Chết rồi, con ốc của tôi nó bị bớ rồi. Mẹ, thế như này. Một TB nó bay ra đằng sau. Ủa, lượt này mình có chết không nhở? Thằng này sao không thằng nào dọn cho mình thằng này. Mất nhiều máu quá. Ua. Chưa chết. Ui. Không ổn. Không ổn ông ơi. Bây giờ ấy, cái Blink đâu à? Canh xếp ốc rồi, canh xếp ốc lên. Không ông ơi, cho ốc ở dưới thôi. Cho thêm con Velom bay xuống dưới. Bay cùng con ốc. Được rồi. Ăn rồi đấy. Bớ vào cái con ấy của nó rồi. Rất tốt. Ừ. Con đánh trượt ông ơi. Lancer đang đánh coi như là rất là trượt luôn đấy. Mà nó khỏe thế. Đánh mãi được. Đéo xí nhê luôn. Rồi. Chết rồi. May quá mình có BKB kháng phép anh em ạ. Thôi chết luôn. Tiến cái thằng quỷ lệ lên bảng luôn. Rất tốt. Ngon. Đồ. Vercler. Đồ đạc ngon anh đấy. Vercler. Chuẩn rồi. Vercler. Vercler chuẩn rồi gì nữa không? Chuẩn quá rồi gì nữa. Counter meta luôn. Anh em thấy không? Counter meta luôn. 35 à? 35 từ từ đã. Bây giờ sợ cái thằng kia thôi. Đấy con này lên 2 này. Sợ là cái thằng này này.
Ông đưa con Nick lên thay con Sen King ấy. Không, tí nữa tôi sẽ dàn hàng ngang không ạ? Tí nữa tôi dàn hàng ngang. Không, nhưng mà cái con Sen King 3 tiền 2 sao, còn con này con Nick 4 tiền 2 sao. À Đưa con đúng, này lên quên hiến quên tế. quên 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 quên. Thì up luôn đi. Ôi rồi, được 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 cái món đồ khá là hay, vừa khít luôn. Cấm đánh luôn. Ui mẹ, được đấy, cái round này. Ui rồi, được 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 ông ơi. Round này nó lại cứ gọi là vừa khít lỗ đít. Có free, bắt tờ free luôn. Đây ông ơi. Con này up thôi. Dế kìa, ốc rồi. Ờ ốc. Rồi, ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Thay nhanh, thay nhanh. Thay cái gì mà thay nhanh. Ôi không phải căn thằng đấy không ạ, căn thằng khác. Chết rồi. Cái Chết đéo gì đây. rồi. Sao chết nhanh thế. Ờ ơi. Tôi không kịp nhìn cái gì luôn ấy. Thế. Ơ cái đéo gì vậy, 12 máu chết luôn à. Không. Ơ con ốc của tôi đâu rồi. Sao tôi đéo nhìn thấy con ốc nhỉ, vào cái chết luôn. Thế nó thế đéo nào. Vô lý thế. 12 máu chết rồi. Ông ơi chán thế mẹ. Đéo hiểu kiểu gì ạ. Top Top 2. Bởi vì là tôi xếp cao tôi thằng kia. Tôi gặp thằng kia không ạ. hai Tôi ăn được nó. Đấy mẹ. Tôi xếp là tôi định tôi mẹ tôi tính là chuẩn luôn. Mặc dù là tôi không gặp nó nhưng mà tôi lại gặp thằng kia bản sao của tôi. Gặp nó ăn mẹ thế được. Vẫn là tính toán là hay, top 2 lại lên kinh 2 mẹ. Rồi hôm nay lên kinh 3 anh em nhá. Hứa với anh em nếu mà chơi bộ thông thạo nếu giờ thua luôn thì thôi nào. Tiếp.